Số 11. Không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, không hoạt động phi đạo đức, không bùa ngải thư ém. Hôm nay ngày tận thế, ma quỷ ngũ thú nó vô nước Việt nhiều, nó làm bất cứ cái gì mà để đạt được cái lợi và cái mục đích của họ. Hết bùa này thầy kia, thần chú nọ, con thấy tá lả trên mạng. Rồi đi về Việt Nam phải cẩn thận, bùa ngải nhiều lắm. Mình dính vô đó là mình phạm á. Mình chánh đạo, mình đọc Lăng Nghiêm, mình đọc học chú cũng giống như mấy Phật tử, nhưng mà mình khác Phật tử một chút là mấy con có cánh. Mấy con giống như lính Navy SEAL, họ cũng như lính bộ binh vậy. Tôi nói thật, bộ binh á, nghe đi để mà tự ái. Mình là Navy SEAL, tâm mình bao la hơn, mình không có kỳ thị tôn giáo, mình vẫn đọc kinh của Đại Thừa, mình vẫn tuân giới luật. Mình còn khó hơn nữa, 12 giới, con nghĩ ngũ giới của đạo Phật cái nào khó hơn đây à. Nhưng mà mấy con có thể làm được bao nhiêu trong này? Hầu như làm được hết, đúng không? Đâu có khó đâu, đâu có cần phải Bồ Tát giới, 32 giới rùm xì beng này nọ. Rồi đâu có cần 3 món. Trong Bồ Tát giới ai có 3 cái đồng hồ Rolex, có cái thứ tư là phải cho, không cho là hủy hết tất cả công đức tu hành 3 giới đó. Con có làm được không? Hơi phi lý ha. À, bên 12 giới không có đó. Con có 3 cái thì con đeo 3 cái, 4 cái là cũng dẫn của con. Con không có cái nào. Không có. Không có, không đeo. Nhưng mà bên đạo Phật á, mà mấy người Phật tử mà tu giỏi mà Bồ Tát giới đó, là cái gì mà trên 3 là phải cho. Còn mấy thầy thời nay đó, nhiều khi mấy ông có 3 bồ, mấy ông muốn 4 bồ nữa. Đừng nói làm chi mà cho bớt con bồ. Vật đồ vật chất thì khỏi nói. Mấy con nghĩ có giữ giới nổi không à. Có 3 chùa thì muốn ra 4 chùa, bao nhiêu ơi đã là sai giới rồi. Đừng có tưởng là sư phụ không nói thì đụng chạm, nói để mình có cái sự hiểu biết đó. Có một lần cái ông hãy đây nè, không có quá nhiều chùa luôn, cái thụ nói sao thầy cứ xin tiền xây chùa, xin tiền xây chùa, sửa chùa hoài. Người ta mở bún bò Huế thì phải ra tiệm bún riêu rồi qua quán phở chứ, nó đắt hàng. Mà ông nghĩ vậy á, giống như là quán ăn vậy đó, chùa cũng như quán ăn vậy à, mở nhiều quán ra rồi đổi nhiều kiểu. Con nghĩ làm sao? Nhưng mà cái ownership, cái thay đồ của cái chùa là tên của nhà Phật đâu, đâu phải tên của Phật tử, đâu phải tên của giáo hội đâu. Mà mỗi một ngày mà đóng góp á, mỗi đứa 300 trên cái bảng danh sách cái cửa nghe. Mà đóng xong pay off thì ông phải làm chỗ khác để đóng tiếp. Cứ thế mà làm. Thì con nghĩ là Bồ Tát giới ba nhà mà cho lên cái nhà thứ tư có cho không? Không có dám cho đâu. Nên sư phụ thấy nó không có thực tế. Thứ 12 là cái